Xin chào tất cả các khách hàng thân quý của DKI Round Beauty ạ. Và ngày hôm nay thì chúng tôi có một vị khách rất là xinh đẹp và chị vừa trải nghiệm xong dịch vụ phun môi của Sunbody tại DKI. Và như trước màn hình ở vị đây thì tôi đã thấy là chị khách của chúng tôi đã có một cặp môi rất là xinh tươi rồi, và chúng ta cùng trò chuyện với chị một lát nhé. Thì em chào chị. Chị có thể chia sẻ cái lý do vì sao mà chị lại biết đến DKI không ạ? Do bạn chị giới thiệu. Tức là bạn của mình đã từng sử dụng dịch vụ tại DKI đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ vâng, thì chị có thể cho mọi người đang theo dõi là chị được biết qua những tình trạng môi của mình trước khi làm không phải chị? Trước khi làm, môi chị có hơi thâm. Thâm ạ? Vâng. Thì đến đây các bạn đi khử thâm rồi mới bắt đầu làm môi. Vâng, vậy trong quá trình làm môi thì chị thấy thế nào? Chị có bị đau, rát hay là khó chịu gì không ạ? Không ạ, không đau, chỉ hơi châm chích một chút thôi. Vâng, vì trước khi làm thì chị đã được các chuyên gia của DKI ủ tê của mình trong vòng 30 phút rồi. Cho nên trong suốt quá trình làm chỉ hơi châm chích một chút xíu thôi. Thì không biết được là trong cái quá trình chị làm ấy thì chuyên gia và đội ngũ của DKI có chăm sóc chị tận tình như chuyên gia không ạ? Có, các bạn đến làm rất là nhiệt tình. Dạ vâng, như bây giờ thì em đã thấy chị có một đôi môi rất là xinh rồi, và đặc biệt thì em không thấy nó sưng một chút nào cả, nhìn rất là tự nhiên. Chắc chắn là sẽ hứa hẹn là sau khi mà môi của mình bong ra sẽ có một cái đôi môi tự nhiên đấy chị nhá. Và lúc đó thì có chăm sóc khách hàng của bên em sẽ liên hệ với mình để hẹn mình qua đi cây để chuyên gia của bên em có thể kiểm tra cho mình nhá. Dạ vâng, chị có điều gì muốn gửi gắm đến đội ngũ của đi cây không ạ? Cảm ơn đội ngũ đi cây. Dạ, đã cho mình một đôi môi rất là đẹp. Vâng, em cảm ơn những chia sẻ của chị rất nhiều. Và hiện giờ thì để tri ân cùng tất cả các khách hàng cho trong tháng này thì chúng tôi vẫn có những chương trình ưu đãi rất là hấp dẫn. Mọi người có thể xem trực tiếp thông tin ở trên fanpage của DKI hoặc cũng có thể liên hệ qua số hotline của DKI nhé mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay. Xin chào cả nhà.